như lỡ mà em cãi anh gì em bay qua em đánh em hả? Không, anh sẽ nghe em cãi đúng hay sai rồi anh giải thích cho em nghe, không được thì dạ. Quá thì anh bỏ anh đi thôi. Uống giao tiếp là uống bao nhiêu chai anh? Giao nhiêu tiếp bao nhiêu à? Hả? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình cho hai bên cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả khán giả trong trường quay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Phương, năm nay 32 tuổi và quê quán là ở Chợ Gạo Tiền Giang. Em mua bán sửa chữa điện thoại di động. Hiện tại mình làm việc ở đâu Phương? Dạ em làm ở Chợ Gạo Tiền Giang luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nam. Em tên là Cẩm Duy, em đến từ Long An. Em là nhân viên văn phòng, hiện tại là em đang làm KCS cho một cái công ty gia công nữ trang ở Bình Chánh. Em đang ở nhà với gia đình là ở Cần Đước, Long An. Như vậy thì qua Long An thì sẽ tới Chợ Gạo. Dạ. Không sao, chung cũng chung trên một tuyến đường ha. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn ngon, hát hay. Hát hay. Rồi hát cái cho không khí nó sôi lên đi. Lỡ mai thất nghiệp anh về Long An, anh lấy vợ Miên. Vợ Miên nó hiền, nó không biết xài tiền. Nhìn thấy nó đen nhưng lại có duyên. Kiếm chi do việc tốn tiền xà bông, dây phấn son nhàn nhà. Trời ơi trời. Thế em gái có nhờ khuyết điểm gì không? Mà nãy mới nói ưu điểm mà. Dạ, khuyết điểm của em là cũng rất là nóng tính, rất là cọc. Nói chung là khi mà em vấp phải cái vấn đề gì mà nó nan giải á, em không giải quyết được thì em rất là căng thẳng và lúc đó em sẽ rất là điên. Ai mà chọc cho em gái là có thể quay qua cắn người đó liền. Hồi đó giờ cắn nhiều người chưa? Dạ chưa cắn ai hết chị. À, mới hù thôi, ta sợ. Dạ, mới hù thôi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, cũng dễ tiếp xúc lắm, biết hát sơ sơ. Hát sơ sơ, giờ hát tặng bên kia gì đi. Ngày mình yêu, anh đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần cô liêu, em khóc cho đời viên sứ, dâng hiến cho người tình xa. Hay, chị em dán màn liền đúng không chị? Chưa, chưa có dán màn được. Ngoài ra mình còn có khuyết điểm gì không em trai? Khuyết điểm của em thì hay quên, hơi nóng tính xíu. Trời, bạn này cũng giống với em lại, chị. Có rượu bia. Anh ơi, nóng tính là nóng tính sao anh? Ví dụ như lỡ mà em cãi anh gì anh bay qua đánh em hả? Không, anh sẽ nghe em cãi đúng hay sai rồi anh giải thích cho em nghe, không được thì dạ. Quá thì anh bỏ anh đi thôi. Đúng rồi, bỏ đi chứ đừng đánh em nha, ai đánh em giận luôn á. Em thì không hút thuốc, nhưng mà rượu bia thì có, nhưng mà uống với mức độ giao tiếp thôi. Dạ. Uống giao tiếp là uống bao nhiêu chai anh? Giao nhiêu tiếp bao nhiêu à? Hả? Vậy là em giao ba kết anh cũng uống hết luôn. Đùa thôi. Về tình trường thì sao? Mình có dạ, mối em tình có nữa. Hai mối tình nhưng mà nó không có tiến triển xa. Rồi bạn trai. Dạ em có hai mối tình, mối tình cuối cùng thì chia tay nay hơn một năm. Chắc có vẻ là bên gia đình bạn gái đó là không có thích công việc của em đó, công việc của em là không có đủ điều kiện để lo cho con gái người ta. Rồi bây giờ em muốn tìm một người thế nào, em nói bên kia đi em. Anh ơi, giờ mình chơi trò hỏi nhanh đáp gọn đi anh. Đúng rồi. Cho nó lẹ. Em hỏi anh trước đi. Anh có mối tình đầu của anh là bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu năm đó 23-24 tuổi gì á. Ồ, vậy là anh yêu trễ rồi. Đúng rồi. Dạ. Anh bây giờ sống cùng gia đình hay là sống một mình à? Anh thì tự lập từ nhỏ rồi cho nên là đi làm ở đâu thì ở đó chứ dạ. Nhà thì ví dụ như tuần lễ nửa tháng mới về chơi một lần. Dạ, em thích vậy đó. Ủa anh có ghen không anh? Có chứ, thương là phải ghen chứ. Ồ, nhưng vậy mà hả? Mức độ thôi. Em cũng ghen lắm nha. Ví dụ em đi ra đường mà em thấy cái anh đó đẹp trai quá, em khen đẹp trai thì anh có ghen không? Đó chuyện bình thường mà, anh ra đường anh thấy đẹp cũng khen mà. Không, nhưng mà em á thì em khen thì được, nhưng mà anh mà khen là em sẽ quay qua em bóp liền. Bóp cái gì? Bóp cái gì? Bóp cái gì? Bóp cái gì? Là giả cái bóp liền, là giả cái bóp liền. Người bạn trai của mình đó. Dạ. Mà công việc nói chung là làm ra tiền ít hơn em thì em có khinh thường dạ, công việc cái người ta đó không? Là cái vấn đề đó là hiện tại của anh thôi, nhưng mà chưa biết đâu được sau này về em với anh làm ăn nó khác. Thì được. Anh yên chí chuyện đó đi. Dạ. Thôi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn một người bạn nam là cao hơn em, đẹp trai, sáng láng, cười có duyên, hiền lành, tốt bụng, đừng có dữ quá, em sợ dữ lắm. Em thì em rất thích con nít, chung là khả năng chăm em bé của em rất là tốt, rất là ok.
sau này á, nếu mà có cơ hội đến với nhau á, về nhà thì việc nhà em sẽ chu toàn hết. Nhưng mà em có sở thích đi du lịch và em thích đi du lịch Thái Lan. Em cũng có một bạn idol ở bên đó, là mỗi năm là em sẽ đi một lần. À, dạ, nhưng đi mà đi chung phải... được không? Dạ đi chung được. Vậy quá tốt, có người sẽ đòi em xuống. Vậy thì được thôi, chị dạ. Nhỏ chị duyệt luôn, anh không cần trả lời, chị đồng ý. Anh Việt không anh? Anh Việt. Ờ, vậy em cảm ơn anh trước nha. Vậy thôi đó hả, yêu cầu bạn trai vậy thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em đưa ra yêu cầu, anh thấy bên đàn trai là đáp ứng gần như đủ đó. Còn mình đưa ra yêu cầu làm sao? Nói chung cũng vui vẻ hòa đồng giống như em vậy đó. Cô gái nãy giờ vui không? Dạ vui, em thấy vui lắm rồi đó. Rất là vui ha. Đầm thắm, nói chung là dễ thương. Đẹp thì không cần xuất sắc đâu, nhưng mà dễ thương là phải có. Em cảm giác nãy giờ cô gái bên đó đầm thắm không? Nói chung là... Khoan nhận xét anh ơi. Tại vì em có nhiều cái điên chưa bộc lộ. Có thể là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh dạ. mẽ, cá tính á. Dạ đúng rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi. Dạ em chào anh. Chào em gái. Long An là hát cái lương được nè. Em lên câu thử nghe coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi. Chờ nỗi mong chờ. Long An ơi, chung thủy đợi chờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không anh? Rồi, được rồi. Bên đây yêu cầu như thế, em cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm của đàn trai? 100%, 100%. 100%? Ghê. Đây, cô gái tự tin ha, nãy cô nói cô hát hay này kia. Đúng rồi, tự tin, em ở Long An mà, em phải tự tin chứ, Long An trung dũng, kiên cường. Ừ, vậy tự tin càng tốt nha. Dạ, nhưng đánh chân nào thắng chân đó không anh? Đúng rồi, nhưng mà có những thứ mình phải kiềm chế, không phải tự tin quá nha. Dạ. Đàn trai hơi hiền, em đừng ăn hiếp đàn trai nha. Ủa hiền lắm anh? Hiền. Ôi em thích vậy á. Con ơi, thích ăn hiếp hả? Nãy giờ chị chưa hỏi bạn trai là có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Bạn gái nóng tính quá. Em thì cũng hơi nóng tính thôi, nhưng mà nếu bạn gái nóng tính đâu thì em sợ là em nhìn không nổi. À. Đừng có cằn nhằn hoài. Nấu một lần nghe được rồi, đừng có nấu hoài, nó nhiều em nghe nhức đầu lắm. Ăn mặc với lại make up đầu nó lè lẹt quá thôi. Cũng thuộc loại khó tính này, gia trưởng thì mình có gia trưởng không em? Dạ không, em dễ chịu lắm. Ủa anh không gia trưởng mà nãy giờ anh căng make up đỡ không được. Như vậy em đi đám cưới em để mặt mọc đi hả chị Tường? Không, có nghĩa là không phải. Đừng có lè lẹt quá, đừng không em không thuộc diện là da bị dị ứng nên ít khi nào em make up lắm anh. À vậy hả? Dạ. Sau này là mình dự định là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì em đang làm việc ở quê của em. Nhưng mà thí dụ như sau này có gặp bạn gái rồi á thì hai đứa sẽ tính bàn bạc. Ví dụ như mà thấy ở dưới có điều kiện làm ăn kinh tế phát triển được thì mình ở đó mình làm, còn không thì có thể ở đâu cũng được. Đúng thu rồi. Nhau được rồi, với lại công việc nó ổn định, kinh tế ổn định là ok rồi. Rồi được á, cặp này cũng hợp lý á nha. Cái mặt có nét giống giống nhau á. Giống rồi chị. Giống, hơi giống. Chị giống. Bữa nay anh mặc áo gì đi vậy chị? Áo trắng. Trời ơi, xấu xa. Không, em thích nè, bạn nam bằng áo trắng. Em ghét lè lẹt, ghét nam mà trồng cái áo màu đỏ, màu hồng, màu vàng đi ghê lắm. Trời ơi, bằng cái áo trắng lên nhìn nó lịch sự mà ở đâu đi đâu cũng được, cũng đẹp hết. Màu xanh được không? Anh Quyền Linh đã có bông, có chậu rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Dạ em chào chị ạ. À. Em xin thì em tên là Trang, em bạn thân của Duy. Em thấy bạn trai bên đây sao em? Dạ em thấy cũng được ạ. À. Nói chung là anh cũng hiền quá, hiền, nhưng mà anh hiền quá thì bây giờ sao hiếp á. Kia giữ không? Bé nói vậy thôi chứ bé không có giữ anh ơi. Nó lại này nó nói đại cho nó khỏi bị hiếp thôi á. Em ở ngồi thì em nhìn hợp á, nhưng mà quan trọng là hai bạn. Rồi bạn trai mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ với em trai của em. Dạ chào, con chào bác, chào em. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em cháu gái và quý vị trong trường quay. Em là mẹ của ông Phương. Yeah. Phương thì tánh tình nó rất là hiền. Nó tự lập từ hồi nhỏ. Cho nên nó cũng hòa đồng và nó thích bên văn nghệ dữ lắm. Yeah. Thì theo nhận xét thì cháu gái bên đây thì thấy cũng được. Cũng hai đứa là ca hay là thấy cũng thích rồi đó. Mẹ đồng ý rồi đó. Bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn tiếp xúc rồi nói chuyện coi hiểu nhau không. Mở rào. Rồi, hai bạn rồi. Có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Chúc em luôn xinh đẹp như những bông hoa này. Này. Dạ em cảm ơn anh. Quay mặt qua kia nói chuyện đi đó. Dạ. Theo nãy giờ tiếp xúc qua cái hàng rào này thì anh có cảm nhận gì về em không? Hồi nãy thì anh nghe giọng nói của em là anh đoán cũng dễ thương rồi, mà không ngờ dạ. Quay mặt ra thấy dễ thương hơn nhiều.
Dạ. Em biết chợ gạo không? Em không biết, em chỉ biết cỡ công thôi, tại em có người bạn ở đó. Ừ, vậy hả? Lỡ dạ. Mốt sau này hai đứa thích nhau xong rồi anh muốn chợ gạo được không? Dạ, ở đâu phát triển được thì mình ở đó anh. À, anh ngồi bên đây anh nói vậy đó, rồi em thấy anh là một người như thế nào? Em thấy anh buôn bán nhưng mà có vẻ như là chắc do nghiệp vụ của anh thì anh mới nói nhiều thôi, chứ bình thường thì chắc là cũng ít nói và rất là nghiêm túc. Anh nói nhiều lắm. Dạ. À, anh ngoài cái công việc là sửa điện thoại á, dạ, anh còn tham gia mấy cái chương trình, nói chung là cộng tác viên của Đài Truyền hình Tiền Giang. Dạ. Ý là anh cũng có tham gia mấy cái hoạt động ở xã với phường. Dạ. Khi nào anh đi đó nhớ dắt em theo nha. Dạ ha. Anh sợ là anh bận quá rồi không có thời gian để chăm sóc quan tâm em á chứ. Dạ. Không, không sao đâu, mình thương nhau thì cái gì mình cũng bỏ qua được hết anh. Còn dạ, nếu mà không có tình cảm thì cái lỗi nhỏ thì mình cũng nói được. Dạ. À. Anh nghĩ là khi mà lập gia đình rồi thì mình sanh bao nhiêu thì được à? Từ 1 tới 2 là đủ rồi. Theo em thì quan trọng là cái kinh tế của mình thôi. À đúng tại rồi. Tại vì em á là em quan niệm là lập gia đình mình có con thì tài sản chung của mình á là con, thì mình làm để mà mình lo tương lai cho con. Với lại anh thì ga lăng thì có mà lãng mạn thì tệ lắm. Không, một chút thôi cũng được. Giống như là khi nào tới sinh nhật em hay là ngày kỷ niệm ngày cưới hay là cái gì đó, anh tặng cho em một cái bó hoa như vậy thì em muốn là ok rồi. Thôi dắt em đi ăn thôi. Đó là hiện thực. Thích cái gì đó em cứ nói anh. Dạ, anh em thích thực tế như vậy. Tặng cho em, chứ anh không dạ, thể nào suy nghĩ được là hồi em thích cái đó để anh làm bất ngờ cho em thì. Không, em thích thực tế như vậy. À. Tại vì lãng mạn quá đôi khi nó sớm, nó nổi da gà. Em thấy anh rất là hiền. Tính tình thì theo như anh miêu tả từ nãy giờ chắc là thoải mái, giống rồi không khoáng được, cái nhiều khi em cũng hay bướng á. À, đến em cũng trẻ con lắm thì chắc là sẽ chịu được cái đó của em. Hai đứa tìm một bài hát nào đó hợp nhau, hát song ca đi bạn. Anh biết hát bài Sầu Tím Thiệp Hồng không? Em hát đi rồi anh hát theo. Em hát trước. Từ lúc quen nhau chưa nói được lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi con đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi, nói ra e lời mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe cánh hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như ngóng thư trong chờ, hồi âm đắng ngay trong lòng, chỉ thấy thiệp hồng chiều tìm không mấy đường, cũng bước lần về buồn nghe say sớm tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thư chậm rơi từng lá nghe bồi hồi, từng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dần lên tím biết bao giờ cho quay. Rồi xong. Hay rồi. Hợp lý quá. Rồi ngồi xuống đây em. Hát thì hợp đó, nhưng mà bài nó buồn quá. Thôi để em hát một bài em tặng bạn gái. Dạ em cảm ơn. Đây là tỏ tình của em luôn. Là tỏ tình đi ha. Hát dạ, đoạn thôi. Rồi bắt đầu. Trời đã xé sợi chỉ hồng để chúng ta nên vợ chồng, đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta bên hai bờ sông có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dân tràn ngọt ngào, kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trâu cao. Yeah.
nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ xem thật sự đối phương có phải là người mà mình mong muốn hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rất tình cảm, bây giờ hai bạn cũng rất hợp nhau nhiều vấn đề ha. Thôi, hôn hôn đầu tiên nào các bạn. Rất dễ thương. Thôi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con đặt tên con luôn rồi. Ráng quá. Rồi mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Cách, chú Quyền Linh và chị Cát Tường, bạn Nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên cho một phòng khám tại Đồng Nai ạ. Mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố mẹ em thì ở Ninh Bình. Làm ở phòng khám là em ngậm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương, làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ, em sinh năm 91 ạ. 91 bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm mà hả? Ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán tăng doanh số. Dạ. Hay, cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm. Hay. Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều. Ví dụ như là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn ăn manh hết thì có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm mà phí của trời. Có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa. Làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi, cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái nhiều. Có mấy mối tình rồi? Dạ 2 mối tình ạ. Nhát gái cũng được 2 mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ cũng hơn 1 năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì mình không có hợp nhau. Làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái, em toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không à. Chứ thực tế bên ngoài thì coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó động đó. Ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì. Hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy? Dạ, ý là cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi. Chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Hôm nay tình trường mình sao em gái? Dạ, tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Dạ. Rồi em quen, đếm người được quen 100 ngày, đúng 100 ngày chia tay hả? Dạ, em giống như là có cái, không biết sao á, mà em quen ai, 3 người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái hương, ta nói có cái hương đó ha. 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lợi hết trơn hả? Vâng ạ. Dạ, bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ quá được ạ. Được. Rồi gì nữa? Em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em là vẻ đẹp nó phải toát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con, mà con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính á.
Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc, làm rất là bận rộn mà trong một tập thể là em thấy ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? À nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà ghen ghét cho một anh hàng xóm mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai uống được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không. Chứ chờ chú. Con cũng hơi không tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi nha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây hiền lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần. Cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó. Lần thứ ba phải bờ luôn. Thôi vậy lần sai thì nói luôn đi. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì? Đúng rồi. Bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra. Thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ anh sửa. À. Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tao em già là em sẽ cưới. Liên quan gì? À em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Ví dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Và em không đồng ý. Hồi nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À mình có đội tóc dài không được. Trời ơi. Chừng nào đám cưới được em? Dạ em thì lúc nào cũng được mà chắc sang năm cũng được chị. Sang năm? Dạ. À, có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế nào được ạ? À, mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau gì? Tính sau là tính nào tính luôn, cô nghe cô được cô mới sắp xếp chứ. À, thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. À, có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào MC Quỳnh Linh. MC Cát Tường. Dạ. Cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây chắc nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là độ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Rồi, dạ cảm ơn cảm cô. Ơn cô. Hôm nay em gái đi với ai? Em đi với chị gái ruột. Em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh, MC Cát Tường, chào bạn nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn nam bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi, không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok, hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Họ chưa có người. Chỉ có ngát mà không. Rượu chè cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ vậy là hoàn hảo rồi, tại vì vẻ bề ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉnh chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn nên bấm nút. Rồi, rồi cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào.
anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy em cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. À. Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa? Vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là bắt đăng bơ, một đứa là coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? À vậy cũng được. Đặt trà sữa hả? Nhưng mà nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp đồ mới cái là em có hay vào thành phố ha? Em ở khúc nào nhỉ? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thế cũng gần mà. Anh ở bên chỗ Dĩ An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần cuối tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở. Thấy cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh, còn khi mà về nhà rồi thì về vẫn chi trả nhường em. Anh thấy làm sao? Chưa đấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À, có rung gì chưa? À, có rung em thấy nói cũng không được hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con đặt tên con luôn rồi, đoán quá. À, tí nữa em có đặng luôn không? Dạ có á, em nghĩ. À, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không, à... không có vé đâu xem phim. Ờ, có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Ô, hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt không em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta ở tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Ý nghĩa là cho cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Dạ hả? Nào ta cũng bấm 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 bấm. Ta cũng yêu 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 yêu. Ta cũng cười 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 cười. Đơn giản vậy, bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên, cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè, ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi, cổ thích lãng không? Mạn lắm, cổ đọc truyện rồi này kia không à. Anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Đi bấm nút nha. Rồi. Rồi để tay đặt bấm thêm bấm hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha. Chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. 1 2 3. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? À, thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh họ Phạm. Phạm gì? Phạm Cô Cá, Phạm Bắp Răng Bơ. Đây là những vết phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn.
Trời, ông hôn mà ông ghét tóc ông chép chép trước nè. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Hai bạn có hỏi thăm nhau đi hỏi có bà con vậy nhá. Có gần nhau không? Mẹ ơi, nãy là mày ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh anh ở đâu? À, anh ở Sơn Tịnh luôn. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bên bức màn khi nghe luôn nha. Thì em tên là Bạch Ngọc Phúc. Em năm nay là 31 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em đang làm việc cho một công ty kiểm toán ở quận 2 ạ. Em cũng rất vui khi được tham gia dự chương trình và mong muốn tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Ngọc Phi. Em đến từ Quảng Ngãi. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm dược sĩ ạ. Và em đang sống ở Bình Tân. Em ở Quảng Ngãi luôn hả? Dạ, Quảng Ngãi luôn anh. Hai bạn có hỏi thăm nhau đi hỏi có bà con vậy nha. Quảng Ngãi có gần nhau không? Mày ở Quảng Ngãi là mày ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh anh ở đâu? Anh ở Sơn Tịnh luôn. Tiếp tục có phường xã nào? Anh ở xã nào? Anh ở Tịnh Hà. Ồ, em ở Tịnh Giang. Tịnh Giang với Tịnh Hà thì cũng gần lắm em. Thôi hỏi có ba má tên gì có quen không? Bà con nó mệt lắm à. Lúc xưa thì ba má anh ơi cũng hay làm việc ở trên đó. Nhưng bây giờ khi mà lớn tuổi rồi thì ba má anh cũng về lại với Tịnh Hà rồi. Rồi hai bạn là cùng quê mà coi như gần xã nhau luôn đó. Mà đó giờ gặp nhau, bây giờ gặp nhau là cái duyên dữ lắm luôn rồi đó. Bây giờ nói chút xíu tình trường của mình đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em thì trải qua hai mối tình rồi chị. Kết thúc cái này cũng 3 năm rồi. Mình quen bao lâu rồi mình chia tay? Dạ 3 năm chị. Quen 3 năm. Với 3 năm thì cũng tìm hiểu kỹ rồi. Tại sao lý do gì chia tay? Bạn kia bắn say nắng nên là cho bắn đi theo nắng luôn. Thì em cũng thiếu quan tâm tới họ đó. Vậy hả? Họ kêu em thì không biết cách giữ họ. Nhưng mà em nghĩ nếu mà họ giữ mình chứ mắc chi em phải giữ họ. Trai em sẽ giữ bạn gái hay là để bạn gái giữ em? Dạ em sẽ chủ động giữ bạn gái chứ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình lúc đi học. Đi học bỏ qua đi, mối tình mà sau khi lớn đó. Từ khi mà ra trường tới giờ thì em chưa yêu thêm một ai ạ. Thì đã 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. Em chưa tìm được một người nào mà mình có thể trò chuyện tâm sự được à? Thật ra thì trong 7 năm qua em cũng chủ động tìm kiếm cho mình một cái mối tình. Nhưng mà những cái người mà em tìm hiểu thì hoặc là chưa muốn yêu hoặc là đã có người yêu rồi. Cho nên em vẫn ế tới giờ. Tiêu chuẩn tìm người bạn trai của em là như thế nào? Tiêu chuẩn bạn nam của em là phải cao 1m68 nữa là anh chị. 68 hả? Bên đó nhiêu? Dạ em cao 1m68 nhưng mà sau khi mang dài chị ơi. Nói nhiều một xíu chị, nhưng mà đừng nói dai. Tôi là người sống với gia đình chị, biết quan tâm tới người khác một xíu. Đặc biệt là quan tâm tới em xíu là được rồi. Em cũng vậy, em cũng phải quan tâm đến bạn trai của mình nha. Chứ vô tâm nữa là anh say nắng người khác nữa à. Ha. Em có cái mẫu người lý tưởng mình đặt ra như thế nào không? Em thích người giống ba em đó chị. Đẹp trai. Mà lúc nào cũng chỉ làm vì vợ, vì con thôi chị. Một người đàn ông sống cho gia đình. Rồi. Bạn trai. Em thích một bạn gái dễ gần và vui vẻ. Em rất là mong muốn một cái không khí vui tươi trong một gia đình sau mỗi ngày làm việc vất vả về bên cạnh những người thân của mình. Hỏi bạn gái một xíu, những lúc em rảnh rỗi thì em thường hay làm gì ngoài giờ làm việc trong công ty? Cứ em rảnh giờ nào là em đi kiếm cái khác em làm tiếp. Là em đang chạy rap chị. Chạy hai bánh. Chạy hai bánh, chạy không đa, chạy rap. Trời đất ơi. Chạy ôm á mà. Giỏi vậy. Xem công nghệ đúng không gái? Ôi ơi. Ồ, mạnh mẽ lắm à. Cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn em mà nói bất ngờ luôn á. Em chạy xem công nghệ mà. Ủa đi làm dược là làm ban ngày đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vậy là ban nhớ em chạy là em phải chạy ban đêm. Dạ không. Sáng em làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Xong cái 2 giờ chiều đến 4 giờ đó em rảnh em biết làm gì. Em đi chạy. Chạy xong tới 4 giờ chiều đến 8 giờ rưỡi đêm là em đi bán thuốc tiếp. Em thấy đây là một người con gái gọi là mấy cái khúc mà ví dụ chứ. Như khách người ta đặt ngay người ta thấy tới thấy con gái có ai phản ứng gì không? Có chị, cũng có một số nam họ ngại nè, để nữ chở đằng sau lưng em ta ngại hả? Đúng rồi, cái ta kêu thôi em ra đằng sau để anh chở em luôn có không? Có chứ chị. Em có chịu vậy không? Dạ thì cũng tùy theo người mình chịu chị. Em thí dụ giờ em buồn có chuyện gì em đi làm thêm, nhưng giờ nếu có người yêu lấy chồng về thì phải lo cho gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy em có muốn lấy chồng sớm không? Dạ cũng muốn anh. Khoảng bao lâu?
Với em nó không quan trọng thời gian anh, quan trọng là cái đối phương của mình nó như thế nào thôi. Và nó đủ chỗ dựa để mình dựa chưa thôi. Ừ, đủ chỗ dựa thôi hả? Để anh hỏi anh này, anh để dựa được không nha? Rồi, được rồi đó. Anh kia anh nghe để coi như thế nào. Wow, quá, cười chấm chím rồi đó. Rất thích cô này. Bây giờ để chị qua chị coi cái anh bên này coi sao. Hỏi cho kỹ nha chị. Hỏi kỹ phải không? Em muốn hỏi cái gì nữa không? Để muốn thấy... hỏi cái gì? Ừ, chị chấm được là em thấy được. Tin tưởng chị ha. Dạ, chào, chào chị. Lúc rảnh rỗi thì bạn làm gì? Ban ngày thì em đi làm, còn tối thì em theo đuổi cái đam mê của mình, đó là em thích dạy học. Khi này về mình anh rảnh mình đón xe ôm đi chơi nha em. Nhớ dạ. Nha. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Em thì bây giờ tùy thuộc vào bạn nữ, bạn nữ muốn lúc nào thì em cũng có thể tiến tới được cả. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ, mọi thứ thì em đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi cô dâu thôi. Thiếu mỗi cô dâu thôi ha. Dạ. Mình có cần phải làm dâu không em? Dạ không, do em xác định là em làm việc ở trong Sài Gòn cho nên là em mua nhà và ở trong Sài Gòn luôn. Chỉ lúc về già đó chị, thì em sẽ muốn một cuộc sống an nhàn. Già thôi, rồi chưa dạ. Dùng nghĩ xa quá rồi. Mà sao còn không tự tin hay sao mà nói chuyện không dám nhìn mặt Tường một cúi xuống dưới không vậy? Em hâm mộ chị Cát Tường lâu lắm á, hôm nào được gặp chị chứ. Hâm mộ thì gặp tại nhà tôi ôm hung liền á. Lát nữa dù mình gặp bạn gái mình phải nhìn thẳng cổ, chứ không lẽ cứ cúi xuống nói vậy hoài. Dạ. Thì em có cái gì, em có điều gì em cần yêu cầu ở nhà gái nữa không? Dạ, để lát nữa em sẽ tâm sự với bạn nữ. Tâm sự bạn nữ ha, rồi được. Rồi hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với các anh chị ở trong công ty ạ. Rồi cho đại diện anh chị nào. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ chào chị. Dạ em nói với anh Phúc trước. Anh Phúc ơi, em thấy chị hiền, chị nói chuyện dễ thương. Anh thấy thế nào anh cũng bấm nút thôi à. Chị ơi, anh Phúc á thì ảnh hiền, không uống rượu bia, không hút thuốc. À, anh biết nấu ăn nữa, nhưng mà tới bây giờ thì anh ấy là do anh không biết nói chuyện với con gái chị. Với anh có lại... thích nói chuyện với con trai không? Thích con trai hơn gái không? Dạ không, thích con gái hơn. À. Mà sao ảnh em là bạn của ảnh hả? Dạ dạ đồng nghiệp chị. Đồng nghiệp mà dạ. Trong cơ quan có nhiều cô cũng xinh giống như em vậy không? Dạ. Trời nhìn thì biết rồi. Chung không đó hả? Dạ. Xin không mà sao có ảnh không tán tỉnh mấy em mà anh phải đinh đến với chương trình. Tại bọn em thấy vậy nhưng mà anh không nhìn chị. Sao vậy? Dạ em không biết nữa. Anh chưa. Anh nhát lắm hả? Dạ không, bọn em thì quen rồi thì anh nói chuyện bình thường à chị. Mà em thấy rồi cặp đôi này rồi, nếu mà hai người đều hiền đều nhát vậy rồi làm sao có hợp không? Dạ chắc cũng được. Được hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Bạn gái bên kia đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với cô, với hai đứa em, với một người đồng nghiệp ạ. À. Rồi cho gặp cô đi. Đây là cô ruột của bé Phi. Dạ. Cô thấy cháu giờ rể tương lai này được không? Thấy cháu rể tương lai rất là được, hiền lành, tính cũng vui. Nói gì với cô đi. Dạ thì hôm nay gặp cô và em thì đó cũng là một cái duyên đối với cháu. Thì cháu mong rằng là sau này cháu sẽ có cơ hội để lên thăm cô thường xuyên và được gặp gỡ với em thường xuyên để cháu có thể gần gũi với gia đình mình nhiều hơn ạ. Cháu xin cảm ơn cô. Cũng chúc em muốn nghe ý kiến của em trai xíu được không ạ? Muốn nghe ý kiến em trai, em ruột hả em? Dạ em họ ạ. Em họ, nghe ý kiến em trai. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý khán giả trong trường quay ạ. Chị em thì nhìn nhỏ con dễ thương, tính tình cũng mạnh mẽ và biết tự lập. Có một điểm thấy cái gì chị cũng biết làm nên nhiều khi là phải cần một cái chỗ dựa vững chắc. Còn anh bên này thì anh em thấy là anh rất là được, nói chuyện thật thà, tính tình hiền lành. Nhưng mà em thấy có một cái hạn chế một xíu là chị em cũng không có được cao. Mà anh thì em nhìn cũng chiều cao cũng không được hạn chế lắm. Nên em có phần lo lắng một xíu về cái con cháu sau này là. Còn về phần tính tình và cái công việc của anh hay là cái cách cư xử của anh thì em thấy rất là hài lòng. Nói chung là em thấy anh này rất là được. Cái đó là cảm nhận của em thôi. Phần lại là chị sẽ quyết định rồi. Em xin hết rồi. Cảm ơn em. Yên tâm đi, có những cặp vợ chồng không được cao nhưng con rất là cao. Anh nghĩ hai chồng mà nếu mà có con về mà chăm sóc tốt thì chiều cao vẫn tốt. Không lo. Được chưa? Rồi, yeah. Quan trọng là bây giờ rồi. Hai bạn nhìn nhau và cảm nhận về nhau như kéo thế nào. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Rồi, mời các bạn. Mình có bó hoa tặng bạn. Cảm ơn bạn. Chúng ta cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, cảm nhận như thế nào?
thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thể cảm nhận được em một cái sự gần gũi và thân thiện. Em cũng là một cô gái dễ thương, lại là người cùng quê với anh nữa, cho nên đó là một cái điều mà anh rất là thích. Nhà anh được mấy anh em? Nhà anh thì có hai anh em thôi. Em trai của anh là đã lấy vợ và có con hơn 2 tuổi rồi, cho nên là anh bây giờ là bị gia đình hối lắm rồi. Em có hay xuống Tịnh Hà chơi không? Tịnh Hà với Tịnh Giang thì quá gần luôn á mà. Dạ, em đi ngang thôi chứ mới xuống anh. Gái cảm nhận gì về người đối diện? Anh đứng lên xoay vòng cho em xem thấy được không? Đúng rồi đó, đứng đi. Thiệt thà quá. Xưa giờ thấy là đi coi mắt vợ, kêu vợ quay vòng vòng thôi chứ chưa bao giờ thấy coi mắt chồng mà bắt chồng quay vòng vòng vậy đó. Không dễ thương mà. Giờ hát bài tặng cho cổ cái đi. Đứng lên hát luôn cho nó mạnh mẽ lên. Đó, cho cổ thấy vừa ngắm nhìn mình luôn. Ngày hôm qua anh đã mơ thấy em đó trong giấc mơ. Em thật là dễ thương ghê. Tại sao ta không làm quen với nhau để cho giấc mơ không còn là giấc mơ. Đừng đi đâu ấy, đừng đi xa, cho người ta cũng đừng xa ấy, cho yêu thương sẽ mang đến đây, xin cho anh đến bên đời em ấy ơi ấy a a a a. Sao anh thương ấy quá đi à, ấy ơi ấy siêu lòng đi nha, nha 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 ấy ấy nha nha. Dễ thương nhỉ. Ấy ơi à, ấy 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 à. Sao mà được không em? Cảm nhận dạ. Về anh như thế nào em? Em thấy anh cũng được, cũng hiền. Gặp nhau đây thì anh mong muốn là em hãy cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau hơn, biết đâu rằng trong cái cuộc sống này chúng ta sẽ tìm thấy được cái hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bây giờ trong cuộc nói chuyện tôi thấy cô gái ngồi chỉ nhìn chàng trai cười. Và trong đầu cô gái suy nghĩ điều gì chỉ cô gái biết thôi. Cô ấy sẽ trả lời bằng cái nút bấm. Rồi, để tay vào nút bấm đi. Một anh chàng rất dễ thương, một cô gái cũng bản lĩnh. Liệu hai người có hợp nhau không? Quyền quyết định là các bạn. Bấm hay không bấm, chúng tôi cũng đang hồi hộp chờ đợi. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Chúc mừng chàng trai, chúc mừng cô gái. Nào, hãy nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng cho các bạn là một chiếc Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây là dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn đồng ý kết hôn thì Bana TV sẽ xuất hiện trong gia đình các bạn. Mẫu người thế nào? Mẫu người phụ nữ truyền thống, không trang điểm nhiều quá, giống chị Cát Tường rồi. À, chị thì hơi lẹ lẹt đó. Anh ơi, em rất là đơn giản. Giới thiệu cái cho nó sớm coi. Dạ, chào anh Quỳnh Ninh, chào chị Cát Tường. Em tên là Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Đới Văn Ti. Ti, ti, tờ y ti hả? 28 tuổi, đang sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Làm nghề gì bạn? Em làm quản lý bảo trì công ty trong nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Ninh cùng tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Mỹ Hương. Năm nay em 28 tuổi. Quê của em là Quảng Bình, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và công tác ở Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai. Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non ạ. Bạn nữ 28 mà bên đây cũng 28 vậy, bằng tuổi hả? Dạ. Cô giáo mầm non hát được á, bây giờ hát bài cho nó phá tan cái không khí. Đúng rồi, cặp kia không có kết hôn, ủa không có đồng ý hẹn hò, hôm mai bà mối đang buồn quá. Em hát tặng cái không khí nó xôm lên em. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây trên dòng sông sâu. Hay quá, ngọt rất ngào lắm, ngọt ngào. Rồi em trai hát bài đối đáp liền.
Bằng lòng đi em, anh về quê thăm má con cháu. Tiếp tiếp tiếp. Mẹ cha nên hỏi. Lại làm lại, 2, 3, bắt đầu. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Lại lần thứ 3, 2, 3. Phải hát đàng hoàng cái bài này nha. Bắt đầu. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Khó quá, khó quá luôn. Em gái, em đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Ngoại hình là cao hơn em. Một người biết chia sẻ, biết quan tâm và sâu có trách nhiệm. Có công việc ổn định ạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích một người là nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Bạn trai bên kia có hút thuốc không? Dạ không chị. Có nóng tính, gia trưởng không? Hơi nóng tính chứ còn gia trưởng thì không. Vậy đơn giản mà. Em trai, bạn em trai thích mẫu người thế nào? Anh mặc đơn giản. Mẫu người phụ nữ truyền thống. Không trang điểm nhiều quá, đi đâu cũng đi trang điểm nhiều. Cũng... Ta trang điểm đẹp chứ có gì đâu. Không phải, tôi ví dụ như thế đi làm hoặc là đi ra ngoài đường. Có ví dụ như thế mình chỉ đi ra ngoài đường không, mình cũng trang điểm thì... Anh ơi, em rất là đơn giản. Ta ra đường ta trang điểm vừa đẹp cho mình, vừa đẹp cho gia đình, cho chồng, cho xã hội nữa. Mình nở mặt nở mày chứ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Giống ai không? Giống chị Cát Tường được rồi. Chị thì hơi lẹ lẹt đó. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là chăm lo cho gia đình, với này cũng chiều bạn gái phần nào. Cũng biết nấu ăn, phụ việc gia đình. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì đôi khi hay quên, hơi nóng tính thôi. Bạn gái thì sao? Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Rồi em biết nấu ăn, biết ca hát. Chuyên ngành của em là mầm non thì em có năng khiếu là dụ dỗ nít á. Là chăm sóc con nít được. Dạ. Dỗ người lớn được không em? Dạ không, dỗ biết chứ người lớn thì chưa biết ạ. Chưa biết ạ. Có khi người lớn dỗ lại. Có bị ai dụ chưa? Dạ dụ chưa được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 4 năm rồi chị. Cũng lâu, cũng lâu quá ha. Bạn trai sao bạn? Mình có yêu ai da diết lần nào chưa? Chắc là mối tình đầu tiên. Mấy năm? 3 năm rưỡi. Rồi mối tình kế tiếp? Khoảng 3 năm. Rồi mối tình kế tiếp nữa? Được 7-8 tháng. Vậy là bạn yêu không là gần cả chục năm rồi đó. Mấy mối tình mà mỗi ba năm mấy tháng sau là cùng là gần bảy, coi như 7-8 năm rồi. Nếu bạn rút ra kinh nghiệm, bạn sẽ làm gì để có thể giữ được mối tình lần này? Vậy như thế là mình chăm sóc quan tâm bạn nữ nhiều hơn. Đúng rồi, mình tiết kiệm, mình lo cho những cái gia đình mình nói giờ không? Thiếu quan tâm đến bạn gái ha. Giờ phải quan tâm đúng. Nhưng mà bây giờ nếu như sau này mình lập gia đình thì mình định sẽ là sinh sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Ở Biên Hòa Đồng Nai luôn chị. Hồi nãy bạn gái nói ở đâu bạn gái? Dạ em ở Xuân Lộc ạ. Gần nhau không? Xa. Cách nhau gần 100 cây. Thôi. Rồi thí dụ như em qua chỗ bạn gái ở được không? Cái đó em cũng chưa biết được, tại vì dưới đó không biết là công việc nó như thế nào đó, chứ nhiều khi ví dụ như xíu nữa vợ mà hai bạn mình tính toán với nhau thử chuyện đó. Dạ. Ha. Rồi ok. Được được được. Anh sẽ qua gặp bên đàn gái coi sao nha. Bạn gái. Nếu bây giờ em phải đi theo anh ấy em có chịu không? Khi mà gặp nhau tìm hiểu mà hai người hợp á, thì cái chỗ nào mình cảm thấy thuận lợi hơn thì mình theo thôi ạ. Bây giờ mình nghe anh ấy nói chuyện mình có cảm nhận như thế nào? Thì em thấy anh cũng chắc là cũng chững chạc. Quan điểm thì cũng được nhưng mà chưa rõ ràng lắm. Thôi mình gặp để mình hỏi rõ hơn ha. Dạ. Mà hôm nay tụi em có đi với người thân không? Dạ, em đi với cô hiệu trưởng trường em, sếp của em. Rồi à. Có cậu em trai em và các chị em đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh với là Cát Tường. Dạ, chào với cô. Quý vị khán giả trong khán phòng. Thì Hương là một giáo viên rất là dễ thương. Dạ. Vì cái ngành mầm non mà yêu nghề mến trẻ với là rất là gần gũi với mọi người. Còn riêng với chàng trai hôm nay thì cho cô được hỏi là gia đình chàng trai hiện đang ở đâu? Dạ bố mẹ đang ngoài Bắc. Dạ. Vậy là em vô đây một mình. Dạ. Có anh trai đây nè. Nếu như mà hai bạn có duyên mà gặp gỡ với nhau, cái hướng tương lai tới thì em sẽ quyết định như thế nào? Em đưa Hương về Bắc hay là em đưa Hương về Biên Hòa hay là về Sài Gòn? Nói chung là chúng ta nói thẳng nói thật ở đây thì nó sẽ hay hơn. Công việc thì nếu mà cũng đang ổn ở Biên Hòa Đồng Nai, nếu mà sinh sống thì chắc là nếu mà ấy về thì chắc là về sinh sống làm việc Đồng Nai thì sẽ làm ở đó. Rồi có bạn bè có ý kiến rồi nào? Có ai muốn dạ em xin chào chị Tường và anh Linh và chào quý vị khán giả. Thì em là chị đồng nghiệp với Hương và cũng là chị em rất là thân thiết, cũng có thời gian ở chung với nhau. Về bạn trai bên này thì theo em nhận xét thì bạn cũng rất là lanh, có công việc ổn định thì cũng mừng. Hương thì cũng quê ở xa, cũng mong muốn là tìm được một bạn trai là biết chia sẻ, quan tâm. Thì mong là bạn trai sau này chia sẻ với bạn với Hương. Rồi, cảm ơn. Bạn trai thì sao? Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với chú của em ạ.
À, xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Chú ruột á hả? Dạ, dạ. À, mình lấy dì út của Ti. À, dì trong nhà mà. Dạ đúng rồi, thấy cô bé này cũng được. Chỉ có một cái là không bằng dì cưng thôi. Chú nói là quen á, quan trọng là nhìn nhau cái đầu thôi. Rồi vấn đề đi đến hôn nhân, chứ đừng có quen mà quen chơi cho vui thì mất thời gian nhiều lắm, càng nhanh càng tốt. Chứ đừng có mà dây dưa, nó mâu thuẫn nhiều lắm. Tại vì không có ai hoàn hảo. Dạ. Chắc Ti cũng biết Dượng đó rồi. Dượng nó quen gì nó trong vòng tháng là tắt luôn. Ba nốt nhạc, bấm nút luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Có nghĩa là bây giờ được là cưới luôn. Cưới luôn, mà không được thôi kiếm người khác, phải mất thời gian. Kéo màn lên. 28 tuổi rồi ha. Được, em cầu hôn mình làm luôn nha. Nhớ nghe lời Dượng nha. Rồi, mời hai bạn. Bắt đầu. Có 2 phút thôi các bạn. Dạ, anh làm việc ở Biên Hòa. Vậy thì tương lai anh có lập nghiệp ở trong đây không ạ? Tức là tương lai là tính ở đây, lập nghiệp ở đây chứ không có về quát hay là gì. Thế em nghĩ thì ở Biên Hòa về Xuân Lộc thì cũng không xa lắm anh. Vậy thì anh có cái kế hoạch gì cho cuộc hẹn hò nếu mà hai người đến với nhau? Tức là một tuần chỉ được 1-2 lần. Vậy cũng được. Tại vì công việc của ai cũng có công việc riêng của mình, thì chỉ có rảnh được vào ngày Chủ Nhật. Trước giờ thì cũng có xuống đó vài lần, nhưng mà nhiều khi cũng xuống cũng xa cho nên không biết là... Em thấy đâu có xa đâu, cũng gần mà. Đi xe, đi xe có tiếng rưỡi à. Không, tại vì tối ví dụ như muốn đi chơi hẹn hò gì đó thì... Gì đây? Hơi xa chứ. Cái gì mà một chùm này vậy? Ủa cái này cái gì đây? Thước gì? Chi vậy? Là bảo trì phải đo đạc. Đứng lên đo coi cổ gì bảo trì gì không? Nhưng mà có ai đi lên đây hẹn hò đeo đem cái thước kia làm chi? Phải, cái này lúc nào nó cũng theo em hết vậy. Đâu, đứng lên coi coi. Trời ơi. Làm gì kiểm tra đồ nghề người ta kỹ vậy? Tại làm biến cho nên thằng đi đâu cũng cầm thôi. Hôm nay đâu có sửa đâu. À. Sở thích của em là gì? Em thì rất là thích đi du lịch, đi phượt này nọ vậy đó. Xem phim, hát karaoke với bạn bè. Còn anh sao ạ? Anh thì nói chung là cũng đa số cũng hay đi chơi cuối tuần. Thỉnh thoảng cũng hay anh qua. Có thích đi du lịch không ạ? Đi du lịch thì nếu mà thích đi phượt, đi được là xe máy á. Dạ. Dạ. Chắc là anh với em cũng sở thích rồi. Đi chơi cho xa thì thích về miền Tây vui hơn. Dạ, ở đâu cũng được đi chơi là thích rồi ạ. Hiện giờ thì bố cũng đang ở trong đây, thì nếu mà được thì sẽ sau một thời gian thì sẽ ra mắt gia đình. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nhìn thấy em thì cũng chững chạc, suy nghĩ thì cũng lo cho gia đình, thì cũng cảm thấy được dễ thương. Thích lo cho cả 100 đứa con nít được mà, đừng nói chi. Em thấy anh này thì cũng chững chạc, chắc là người đàn ông của gia đình. Bây giờ hai bạn nói chuyện tuy rằng ít nhưng xem lại trái tim của mình có đập chưa. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây nhìn thẳng vào nhau. Nào hai người đứng lên nào. Hết 30 giây chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta cảm nhận và quyết định hay không quyết định, tùy các bạn. 30 giây bắt đầu. Đó, nhìn đúng rồi đó, nhìn kỹ từ đầu tới chân luôn đi. Sau này không có lầm lỡ gì hết. Được chưa? Thôi chị. Rồi về chỗ ngồi. Bạn trai nói trước đi. Thì từ nãy giờ nói chuyện thì em cảm nhận thì thế nào vậy? Khi mà mình gặp nhau ở đây rồi á, thì cũng đã có một cái duyên rồi. Chúng ta cũng cho nhau một cái gì đó để tìm hiểu, để hiểu rõ hơn. Em trai nãy giờ nhìn mắt em gái, em thấy sao? Em nhìn thấy thì cũng có rung động. Có rung động đúng không? Dạ. Chúng tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi, có rung động là được rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thời gian, suy nghĩ cho kỹ các bạn. Đặt tay vào nút bấm. Hãy làm theo sự rung động của con tim nha. Đó là quyết định các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Em trai có bấm nút không? Dạ không. Hồi nãy em nói có rung động, nhưng lý do tại sao em trai lại không bấm nút? Sợ là nếu mà quen xa mấy nay. Sợ quen xa. Tại nhiều khi từ đây xuống dưới đó thì em cũng không chắc được sẽ xuống được thường xuyên. Mấy chục cây số là xa đó hả? Không phải, tại vì ví dụ như thời gian tìm hiểu nhau thì em cũng nghĩ dạng như thế mình dành thời gian nhiều hơn. Một cô gái rất là xinh, một cô giáo có thể chăm sóc con cái chúng ta rất là tốt. Một cô gái không ngại đường xa, nãy cô ấy nó rất gần. Nếu như mà lấy nhau thì cô ấy cũng sẵn sàng đến cái nơi của bạn sinh sống để mà ở đó cùng bạn lập nghiệp. Tôi nghĩ đây là một cái suy nghĩ bạn sẽ cảm thấy hối tiếc đó. Nhưng mà thôi đó là cái quyết định của bạn thì chúng ta trân trọng thôi. Em gái không đừng buồn.
Dạ. Em rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Anh tin chắc rằng có hàng triệu người chờ để anh này không bấm là người ta bấm đấy. Xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thấy vậy là được rồi, tới không đi lên. Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tá cách nhà ở luôn. Trời ơi. À, dễ thương quá đi, thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường. Anh xin chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh. Em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà... Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại. Hoặc em lớn hơn 1 tuổi. Trời gì u lạ vậy? Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó, anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Dạ. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh. Nhưng mà nấu rất là dở. Không sao, thích là được rồi. Mỗi lần mà dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Trời ăn hết là em dở nè. Điều này hơi căng. Căng rồi nha, làm dở ăn chắc. Hèn chi mấy anh kia anh chạy mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai em ăn tính em bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm một mì, em quậy trứng xong cái em chiên lên. Xong rồi cái em trét sô-cô-la lên nữa. Trời ơi. Cái này là thập cẩm luôn. Bánh gì kỳ lạ vậy? Tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Đấy, nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình, bạn còn có tài gì nữa không? Em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ. Đâu, em ru thử một chút coi, coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi ngọt anh nha, ngọt à. Giọng ca này anh Linh cũng canh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ quá anh Nguyễn Linh ơi. Vậy hả? Vậy con em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, với lại nhìn men men chút nữa chị. Giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói, bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm chạm xuống. Nha, đụng chạm nha. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hả hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tán một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiền xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt bớt lại đi, tại mình dễ thương. Người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chị ơi. Ôi, nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi. Nếu được thì em cho. Bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhát lắm, không dám hung ai đâu. Thế dù lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này á. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi anh. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai vậy sao, làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ấy. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Chí Nguyễn đó. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều. Cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá, cái em về luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mày mới gặp được. Mới gặp mà giống như đụng chạm nắm em tay mà hết hồn. Nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị, đụng đụng cái em sợ. Mày gặp bao lâu mới đụng được? Đó cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ giờ được thì em có muốn tiến tới hôn nhân luôn chưa? Để em coi trước cái chị. Chưa biết. Coi gì? Coi mặt á hả? Dạ giống như tính tình nữa chị. Mà ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được
Được không? Dạ. Đó, mặc có được không? Hello. Được không? Dạ, nếu được thì em cũng tiến tiến. Nhưng mà giờ bạn chỉ ở nhà thuê, em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Bắt rễ không? Nó dạ, em hỏi mẹ em lại nữa, em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ, hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. Anh ruột hả? Anh trai dạ, thôi đâu sao? Anh trai đâu. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi đó, tới luôn đi Linh. Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tá cắt nhà ở luôn. Trời ơi. Thôi bữa nay được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hàng chi ông anh bắt rễ cho miếng tá cắt nhà. Tốc độ vô lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ, cảm ơn chị. Ông anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Trời ơi, mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá, có anh này là quá trời sung sướng rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rễ là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Cái đó thời xưa thời phong kiến rồi chị ơi. Mất mới gì mất nhuệ khí đàn ông? Tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất rồi. Người ta mất mới nhuệ khí đàn ông ở rễ còn mất hả? Bỏ đi anh. Sao gì bỏ? Ở rễ là ở rễ. Anh ở rễ nè. Đó thì tôi biết mà. Tôi biết tôi đụng chạm mà, nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? Hai ông anh. À hai ông anh bên kia, hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Dạ chào chị, chào anh Quỳnh Linh. Dạ. Nếu mà em nó được thì dắt về chị Quỳnh chạy tôm với cậu cua. Hả? Anh có chạy tôm đúng không? Trời ơi, tôm ngon lắm à. Trời ơi, vậy là quá. Được rồi, quá được rồi. Sao anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em mình thôi. Trời, mấy ông anh thì dễ quá ta. Rồi, kéo màn lên. Cái vụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được à. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời, gặp gái gì không vậy? Gì vậy? Gì cuối không vậy trời? Chị cuối sợ như vậy? Dạ, em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết luôn. Cho chàng hóa tay cho đỏ rung đi. Em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm gì anh quên anh ta. À đúng rồi, thằng Hòa. Đừng có nắm tay nha. Dạ, không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái coi được không? Không, em xin. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết, tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó trong á, không phải khó. Khó trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà, không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy anh? Anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kìa một người như vậy. Vậy ủa vậy là kiếm người về làm ô sin hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không có bắt. Còn đến đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe nhìn giọng đây nói nè, em nhìn đâu không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi, từ lúc đầu á em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Nói quá ha. Dạ. Cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó anh. Lù khù giác cái lù chạy tuốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ. Ghê lắm. Chắc làm bộ nhát hay sao quá chị. Đâu có. Em thấy không có nhát. Bộ cúi xuống không dám nhìn mà quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta? Sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch. Thích xem phim, cà phê với bạn bè. Sau cái chương trình này á có 2 cái vé đi xem phim thì anh mong là em đi với anh nha.
Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có bé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê, ghê. Đồ hai bé miễn phí không anh? Đúng rồi. Hai bé phí. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé, hai đứa mình đi riêng nha em. Trời ơi. Ý là người ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à? Dìm đâu dìm, nãy giờ tôi đưa lên không nó dìm đâu. Tự nhiên sau này em run quá. Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có run sao? Trời ơi, nổi da gà rồi ba ơi, trời ơi thiệt á. Em nổi da gà với anh rồi ba gà. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút đi em. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em, ừ bấm. Bó tài. Rồi đó, hai người tự đếm, tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm? À, số 3 à, 2 1 1 Trời ơi. Không. Bây giờ làm sao mà về xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bập tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin đâu, em nhắn lên không xin đâu. Không xin là không có tặng vé. Con lẽ. Dạ thôi. Dạ thôi em không hung đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nhưng. Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm. Nắng còn mần nữa chứ. Em rung cái tay. Rung gì rung mà mần vậy. Nè, vô xem phim mà cũng hô muốn hung cũng phải xin nha. Em diễn hòa đồng mọi người như thế, nhưng mà nhiệt huyết trong việc cũng dễ gần. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi thứ hai. Rồi, bắt đầu. Mời. Rồi, xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À, dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào tới hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng chào với em. Bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. Em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? Dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả trường quay, chào anh bạn bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc. Vậy hả? Dạ vâng. Còn em trai? Về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong việc, cũng dễ gần. Là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Biết hát anh, tính tí xíu tặng bằng nữ. À tí xíu luôn ha, ok. Em có tật xấu gì không vậy? Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh, sợ máu. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào, Lý do? Lúc đi học thì em lo học, còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An. Thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Nên là nói chung là em cũng không gặp ai rồi. Còn bên kia thì sao em ơi? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình nữa. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên thì chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng mà từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình nữa. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi.
Thôi. Chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ. Bên đây á là bạn chưa có mối tình nào luôn. Đó, cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? À, thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên được rồi. Mình cao nhiêu cưng? Dạ tầm 1m50 thôi. Dạ, da trắng, tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Dạ, do là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới rồi chị. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Dạ. À, còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. À, tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. À, và cũng cao hơn em nhìn mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 65 vậy. 65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? À dạ, em không thích một bạn nam hút thuốc với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á. Dạ, có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. À, rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là không khoáng chị, trai mà. Dạ, cũng hơi lãng và có sự lãng mạn trong tình. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em người sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông có. Thôi anh thấy bên đây ổn đó. Còn em trai. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm rồi. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm chứ. Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Sao cái càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông. Không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trời. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Dạ. Ổn rồi đó, bây giờ là gái đi với ai nào? Hôm nay em đi có mợ dì, chị họ em, một số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hằng Vân. Kính chào các anh chị có mặt trong trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình. Và hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bạn nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em ạ. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình Bạn Ngoài Họ ra. Số là tập 557 gì nữa. À, hai bạn này là... Ồ, đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Bây giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Nói giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? Dạ, thì cũng ổn, cuối năm... Có sau bao lâu thì cưới ta, hai dạ, đứa? Dạ, cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu mà ta? Em, lúc đó em quay hồi tháng 10. 557 đúng rồi? Dạ, lúc em Vân mới, lúc đó chị mới làm đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng. Ủa, hai sao đứa. Sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong kỳ em với anh Hiệp phải thúc ảnh lên. À. Cũng đánh tư tưởng dữ lắm. Ồ. Tới đây là cũng giống như hai nó luôn đó em. Dạ, dạ. Em cũng hy vọng với anh. Rồi bây giờ góp ý đàn gái chút xíu nào. Em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương. Nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi. Thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là một cái duyên. Thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Ủa em rồi, rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4kg rồi. Ôi, sung sướng ghê nha, mặt mãn nguyện với sợ. Tháng 10 tới nay đó. Ừ. Rồi thôi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, nhớ báo tình tụi anh sớm. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào em. Anh có quà tặng em. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đó nè, đưa gấu đó tôi. Có món quà. À, anh mở được không? Dạ được ạ. À, cái ví à. Cái ví hả? À, cảm ơn em. Bây giờ Trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha. Em mượn tay em.
Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào. Sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Đứng đứng đó chưa? Bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ để đừng có để bị thua cưng. À dạ em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. À. Dạ vâng okay. Chắc tới sáng quá. Vậy được rồi. Đó, cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Mới đầu thì em thấy anh sao? Từng đầu tiên á. À, nhìn anh cũng rất là thân thiện luôn. Dễ gần à. À, em có thích đi du lịch không nhỉ? À, em cũng rất thích đi du lịch. Đi đây đi đó. Có thích biển không? À, dạ thích ạ. Anh thì thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á. Phượt mà đi, mình đi tới đâu mình dừng đó mình... Kiểu trải nghiệm đúng không? Ờ, đúng rồi. Em có dễ nóng tính không nhỉ? À, cũng thi thoảng thôi, nói chung là có những chuyện gì đó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. À, có ghen lắm không? À, tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu chưa ai bao giờ nên là cũng thôi, nhưng mà cũng không ghen. Anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. À, dạ vâng ạ. À, Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nhỉ? Em cũng thích có nhiều con một chút. Nuôi nổi không Trọng? Quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha? Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể là có thể làm cho em không cảm thấy giọng nếu mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mời rồi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà. 1 2. Ba. Hết thời gian. Khó bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá. Rồi nắm tay nhau đi. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Thủ tục đầu tiên. Làm nước. Làm vậy á? Dạ không ạ, ra làm nước đi. Ủa, không làm nước uống á hả? Trời ơi, làm nước. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu đi em. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả, chào bạn nam ạ. Em là Phạm Thị Hồng Như, em sinh năm 1993, em đến từ Nghệ An, hiện tại em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em là kỹ sư dự án ạ. Kỹ sư dự án là dự án gì ạ? À, tức là em triển khai và theo dõi tiến độ của các dự án ở dưới công trường ạ. Dạ, à, Như ở Nghệ An, sinh năm 93 đúng không? Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin kính chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Tú. À, em hiện là nhân viên của Trung tâm Hợp tác Kinh tế và Giao lưu Văn hóa Việt Hàn trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. À, ngoài ra em còn là giáo viên dạy tiếng Anh, em dạy buổi tối. À, giỏi vậy ta. Em nói điểm cho bạn điểm yếu của mình đi. Ừ. Em nói về điểm yếu trước ạ. Tính cách của em có đôi lúc thì hơi đồng đành. Em tương đối khá nhiệt tình nên nhiều khi em nhiệt tình quá thì em ôm công việc hơi nhiều. À.
Thôi tuổi trẻ mình năng nổ trong công việc cũng không sao. Dạ. À, còn về điểm mạnh của em thì em khá tự tin, vui vẻ và năng động ạ. Biết một ít về nửa công gia chẳng hoặc là làm nước. Làm nương? Làm nước. Làm rẫy á? Dạ không ạ, ý là làm nước để uống. Tức là làm nước uống á hả? Trời ơi, làm nước. Vậy mà tưởng làm nương. Bạn trai nói cái nào nghe không rõ là mình phải hỏi lại nha. Dạ. Bởi vì đây là công việc ý chết luôn á. Từ làm nương mà ra làm nước là nó mệt lắm à. Ừ. Làm nước mà làm nước gì? Tức là em đi làm thì buổi sớm em hay dậy mua hoa quả về xay sinh tố hoặc làm nước đi. À, xay sinh tố rồi làm nương. Mời bạn trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm yếu của em là những người gặp mặt em lần đầu tiên thì phải tiếp xúc một thời gian thì bắt đầu có thiện cảm và thấm dần dần gần sau đó thì cảm nhận được độ lầy của em nữa. Em sẽ hơi nóng tính trong một số cái trường hợp cụ thể nào đó, không phải là luôn luôn. Điểm mạnh của em là hài hước, em hơi hoạt ngôn xíu. Em có thể chơi thể thao được, em chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông được. Em chơi kéo co được, mà người ta kéo rồi em co thì được. Chứ em không có kéo lại người ta. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì ba rồi. Ba rồi hả? Vậy mà nói người khác gặp em không cảm nhận. Mối tình dài nhất của em là bao lâu? Dạ, hơn một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Dạ, hai mối tình đầu tiên thì do bạn đó hình như là có người thứ ba. Mối tình gần nhất thì do hai đứa mâu thuẫn hai bên nhiều quá nên em quyết định chia tay. Mâu thuẫn là về cái gì để mình biết, mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình thứ tư em? Hai bên cứ không hiểu nhau, bạn nữ quản lý của thời gian của em nhiều quá. Em thấy nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì nó cũng không dẫn tới kết quả gì. Thôi chia tay sớm bắt đầu khổ. Mình phải rút kinh nghiệm ha, mình làm sao để cho người ta hiểu được mình ha. Rồi, bạn nữ tình trường như thế nào? Em đã từng trải qua một mối tình sinh viên á, kéo dài gần 3 năm. Nhưng mà chia tay cùng hơn 1 năm rưỡi rồi ạ. 3 năm cũng khá dài, tại sao mình chia tay vậy em? Thì cũng có nhiều lý do, nhưng mà lý do nhiều nhất chắc là vì khoảng cách. Tại vì khi ra trường thì em chọn vào Nam, còn bạn chọn ra Bắc nên quyết định chia tay. À, người vào Nam, người ra Bắc nên chia tay. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn bạn trai em là một người hiền, thật tha, chủ đạo và có trách nhiệm ạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn nam nói quá nhiều và hút thuốc. Hút thuốc? Em hỏi bạn cơ, bạn có hút thuốc không? À, không biết bạn nam bên đó có hút thuốc không ạ? À, mình không có hút thuốc nhưng mà mình nói hơi nhiều. Mường là trung tâm của những cái vụ cười khi mà ngồi lại với nhau. À, tức là nói nhiều mà nói vui thì được, nhưng mà nói nhiều mà kiểu càm ràm thì em không đúng thích. Đúng rồi, càm ràm thì không có, chỉ là vui vẻ một cái thời điểm nào đó thôi. Rồi, bên kia, mẫu người lý tưởng em tìm là như thế nào em? Em cần một người hiền. Tại vì em nói nhiều rồi, có người hiền nghe em với. Ngoại hình thì em cũng không quan trọng lắm, dễ nhìn là được. Quan trọng là nhìn thích là thích. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ, sống ảo chị. Sống ảo? Sống ảo cụ thể là như thế nào? Dạ, có hai kiểu bạn ấy sống ảo. Thường là sống ảo với Facebook bây giờ chẳng hạn. Hay là những bạn mà đi vô chùa chụp hình là mắt thì nhắm, tay thì chắp, mà cái đầu lúc nào cũng nghĩ về cái máy chụp hình là em cũng thích. Tôi là hay vô chùa chụp hình lắm nè. Không, chụp với kiểu là để luôn niệm, mình có đi tới đó thì được. Thế là không có ảo, mà ảo là gì nè? Ảo nhưng mà sử dụng app 720 độ hay là... Đúng rồi, giờ tôi vô chùa, tôi quỳ tôi lại xong xuôi hết trơn rồi. Giờ tôi đứng dậy tôi mới nhờ chụp hình cái cảnh vậy thôi, được không? Dạ được. Em có già trưởng không? Tất cả. Dạ không. Khó tính không? Khó đúng chỗ thôi chị. Tôi thấy khó từ lừa chỗ chứ thấy khó đúng chỗ luôn nè. Còn điều gì không thích ở bạn gái nữa không? Không chị, em thích bạn gái có sở thích giống em. Sở thích giống em là thích cái gì? Dạ em thích đi du lịch và thích ăn. Em là kiểu người là vui cũng ăn, buồn cũng ăn, mà không vui không buồn cũng ăn. Mà em có hay chụp hình đăng Facebook không? Em chụp đồ ăn. Và em chỉ bón lên lúc 12 giờ đêm thôi. Tại vì 12 giờ đêm đăng lên đó là người ta không tìm được đồ ăn được. 12 giờ đêm muốn lo ngủ đi. Và lúc đó nhiều khi mới làm việc xong. Sống ảo lắm á. Có gì nữa? Bây giờ chừng nào đám cưới được nè? Dạ, em thì nói chung là không phải là chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà cơ bản là ổn rồi. Cái chuyện không phải là bao lâu mà là hợp nhau và có thể tiến xa hơn thì đám cưới thôi. Trong vòng 1 năm. Phải có cái gì vậy? Rồi mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì ở Bình Dương, em đang công việc của em ở Bình Dương. Để chị hỏi bạn gái coi như thế nào nhé. Có về Bình Dương được không em? Dạ em đang làm việc ở Bình Dương ạ. Là quyết định lập nghiệp ở đó luôn, có về quê không? Dạ không ạ, em suy nghĩ ra em sẽ lập nghiệp ở Bình Dương luôn ạ. Vậy là cũng hợp rồi. Bạn gái rất xinh đẹp, giọng nói của em nó dễ thương lắm. Hồi nãy em nghe giọng nói đó anh tưởng tượng một cách khác, nhưng mà bước qua đây thì
đúng là suy nghĩ của anh sai lầm. Dạ em cảm ơn ạ. Em vào đây được 2 năm rồi, nhưng mà cái môi trường làm việc của em là gió là người Nghệ An nhiều nên em không có đổi được giọng. Không đổi giọng đâu em. Gì đổi, mình giọng sao mình thấy rất vậy? Là dễ thương. Dạ em cảm ơn. Ha. Dạ. Em có phải người phụ nữ hay ghen không? Dạ không ạ. Em thấy em là phụ nữ tương đối thoáng ấy. Em thấy anh bên kia có khó tính không? Dạ chắc cũng phải nói chuyện giao tiếp một thời gian đấy. Em có sống ảo không? Dạ không ạ. Em thích mẫu người sao em nói ảnh kiểm tra bên nhà trai. Thì em thích con trai chú đạo lịch sự và con ngoài hình thi dễ nhìn ạ. Hơi em có mẫu người lý tưởng nào không? Lý tưởng nào không? Bác sĩ Bùi Anh Tuấn. Bùi Anh Tuấn? Dạ. Có đây mắt kiến rồi đó hả? Dạ. Nhà gái rất dễ thương nha chú. Chứ mà có cặp mặt kiến nào mượn đi. Đàn trai tôi chịu rồi đó. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị gái và chị họ. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chị ơi, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Chị thấy bạn nam bên này cũng được đó. Và em của chị á thì tính tình cũng hiền, sống cũng năng động lắm. Những cái yêu cầu của em á thì thấy em của chị cũng đáp ứng được đó. Thì em nói chung thì những tiêu chuẩn mà khi đặt ra như vậy á là nó chỉ là để cái mục tiêu của mình thôi. Đúng rồi, chỉ đặt ra mục tiêu thôi. Dạ. Còn nhiều khi gặp không có đúng mục tiêu cũng yêu luôn đúng không? Dạ chắc đúng. Trời ơi ba phải quá vậy ông. Rồi cảm ơn chị. Nay em đi với ai cưng? Em đi với bạn thân. Dạ em xin chào hai MC của chương trình và xin chào quý vị khán giả ạ. Dạ em là đồng nghiệp với anh Tú đang giảng dạy tại một trung tâm Anh ngữ Bình Dương ạ. Anh Tú là một người rất là hài hước. Trong công việc thì anh rất là nghiêm túc. Bạn gái bên đây thì theo em thấy thì bạn khá là xinh đẹp và dễ thương ạ. Anh Tú nên tạo nên một cơ hội để hai người có thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, kéo màn. Kéo màn lên. Bắt đầu. Chào anh. Chào bạn. Tặng bạn lần nào. Là bạn làm ở Bình Dương nhưng mà ở đâu ở Bình Dương? Dạ em làm ở thị xã Bến Cát ạ. Mình ở Bến Cát luôn. Dạ. Bạn có thích đi du lịch không? Dạ em rất thích đi du lịch ạ. Bạn thích đi du lịch theo kiểu là đi phượt hay là đi theo tour? Dạ em thích đi du lịch theo kiểu đi theo phượt với bạn bè ạ. Anh làm việc ở đâu ạ? Mình làm việc ở chỗ trung tâm hành chính, trung tâm chính của tỉnh Bình Dương. Nhận thế nào về người đối diện đi? Mình nói hơi nhiều quá thì bạn có ngại chuyện đó không? Là nói nhiều nhưng mà thì cũng như em chia sẻ đó. Nói kiểu vui vẻ thì bình thường nhưng mà nói kiểu cam lam có một chuyện mà cứ nói đi nói lại mãi thì em không thích. Nếu mà mình đồng ý hẹn hò với nhau á thì cái thời gian hẹn hò của mình cũng có cố định được. Tại vì công việc của mình làm giờ hành chính là từ thứ hai đến thứ sáu rồi. Dạ. Những cái buổi tối thì mình đi dạy và thứ bảy chủ nhật nó cũng đi dạy luôn. Có những cái thời gian rảnh như là lúc đó lớp mình thi, sau hôm đó mình sẽ nghỉ thì có thể hẹn hò những cái giờ đó. Thì bạn có ngại chuyện đó không? Đối với em thì trong tình yêu thì em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Thì cũng có thể mình có thể hành động hoặc là nhắn tin quan tâm một kiểu khác cũng được chứ. Bạn có quản lý người yêu theo kiểu kiểm tra tin nhắn hay điện thoại không? Em cũng không thích người khác biết nhiều quá nhiều về đời riêng tư của mình. Ok. Anh dạy tiếng Anh hả? Ừ đúng rồi. Ôi cái này em cũng đang muốn đăng ký một khóa học tiếng Anh. Thì cũng gì đăng ký nữa. Ôi vậy thì quá tốt. Bạn gái hát tặng bạn trai một khúc được không? Vì giọng bạn rất đặc biệt. Em hát thì cũng không hay nhưng mà em hát có đúng lời hay không? Tại vì em... Không sao đâu. Chủ yếu là cất cái giọng lên để người ta nghe giọng bạn là được rồi. Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buôn mắt em thần buồn ngày qua ngày. Từng hơi thở có nồng ấm thiết khôn ta ngọt ngào. Nói cho nhau những hẹn thề. Có ai... Ôi em quên. Em quên mất rồi. Nói khác nhưng mà hát rất là khác ha. Em có thể hát một bài, một đoạn nào đó về quê em. Ôi em không biết. Hát ru cũng được. Hát gì mà nó mang tính chất gọi là vùng miền đó. Ừ. Bởi giọng em rất là đặc biệt thật sự nha. Nghe lúc đầu nghe không rõ nhưng mà càng nghe lại càng thích. Thôi để nếu mà có dịp khác thì lờ gặp lại anh Huyền Linh, chị Cát Tường thì em sẽ hát cho hai anh chị nghe. Còn nếu về bàn thì chẳng hạn nếu mà bạn muốn nghe thì tôi gọi điện cho mình hát. Bây giờ bạn nam cứu bộ bạn gái đi, bạn nam hát một khúc hát tiếng Anh nào đó đi. Thôi thì bạn đã tặng một bài rồi thì cũng ráng em tặng. Đúng rồi. Nó có thể nó cũng sai lời thì mọi người ráng bỏ qua giùm em. Hiding from the rain and snow,
Try to forget, but I won't let go. Looking at the rounding street, listen to my old heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what's in love, I haven't got a clue. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what's in love, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. Rồi, chúng ta đã nói chuyện, chúng ta đã hát, chúng ta đã giao lưu với nhau nãy giờ rồi. 30 giây, chúng ta hãy nhìn thẳng vào nhau, cảm nhận xem đây có phải đối tượng của mình hay không. Và chúng ta nói lên tất cả những cảm nghĩ của mình về đối phương. Nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận đi các bạn. Giờ phút này quan trọng lắm. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt, chúng ta sẽ nhìn ra điều đó. Hết thời gian, nào. Bạn trai nói trước đi em. Nếu như em đồng ý về với anh thì em luôn luôn đúng. Còn nếu em sai thì đó là lỗi của anh. Bạn gái nói gì đây nè? Hy vọng em về anh sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, gặp nhau là cái duyên, con để tiến xa hơn nữa thì là do bản thân mình. Nhưng mà trước mắt là cơ hội trước mắt thì mình nên nắm lấy cơ hội đó. Cô gái rất là có duyên đó nha. Mình gặp nhau đây là một cái duyên. Bấm nút, cái nút là hẹn hò với nhau nha các bạn. Bấm nút là tìm hiểu, yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút chỉ để có thêm một mối quan hệ bạn bè. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. Có quyền bấm và cũng có quyền không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, thầy giáo dạy tiếng Anh hãy nắm chặt tay cô gái nào. Cô ấy rất là dễ thương, hãy cố gắng giữ lấy cô ấy nha. Hôn nhau đi hai bạn. Chị cho không chị? Đó, gật đầu rồi đó. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Và ơi, hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mì. Chân thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học vì tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Vâng ơi. Ơi Linh nói Vân nghe nha. Hôm nay trước khi mình mời cặp đôi ra, mình thông báo tin vui cho mọi người đi. Là Vân nhớ cái cặp đôi mà một bạn nam ở Hòa Bình, bạn gái ở Nam Định đó. Là họ đã đăng ký kết hôn rồi. Vậy cái thì anh giờ chàng chút... mà không biết quý vị có nhớ rằng anh chàng đó rất là thích chó. Còn cô gái là không thích chó. Đấy, nó trái ngược như thế. Nhưng cuối cùng hai bạn bấm nút rồi bây giờ đã cưới nhau đó. Thôi thì giờ mình cũng thay mặt chương trình cũng như là thay mặt quý vị khán giả xin chúc cho các bạn một cặp đôi rất là hạnh phúc. Các bạn sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời này đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời đi em trai. Trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. Dạ là con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Em chào anh trai bên ấy. Chào và em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh. Em sinh năm 98. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên. Còn quê em thì ở Châu Đốc. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi, giỏi vậy Wow. Và... 8 mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và ơi, hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mì. Trời ơi, sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà 2-3 job dữ vậy trời. Chú giờ là chú vừa là phó giám đốc, còn giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên nhà trai nghe mất hồn chưa?
Rồi tiền để đâu cho hết hả chàng? Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, mà giỏi quá năm... con. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Nhân Diệu, mình sinh năm 1988. Mình đến từ quê hương Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn LED, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. Cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình, mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ, tự em kinh doanh luôn rồi chị. Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ghê quá, hai bạn này là trai cả tài cả sắc, gái cả sắc cả tài. Ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Bây giờ nè, cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của cô đi. Điểm mạnh của con đó là con biết tự lập từ nhỏ. Bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm, chia sẻ cho người khác. Và sau này á là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi, giỏi quá trời đất rồi. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ, điểm yếu của con á là con thẳng tính. Với lại á là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con thể... ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công trời việc ơi, mà công việc nhiều như vậy ơi. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á, thì con có đi học nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích, thành ra là con muốn tự lập. Nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghĩ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu. Trời, đem về cho mẹ con. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó, thời điểm đó mà 22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Ừ. Còn chàng trai làm sao, ưu điểm gì, khoe cho đàn gái biết cái coi. Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi biết nấu ăn, biết làm việc này kia. Nói chung mình lo sống, cuộc sống mình làm tốt, có thể rồi, chăm sóc được bản thân mình rất tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý? Nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á? Có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. Cà khịa hả? Trời ơi, là... đi bên kia luôn. Bà mối bà hay cà khịa anh lắm. Dạ, chào cưng, cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Tiền không có ra được một miếng nào luôn á chàng ơi. Em, dạ, mấy mối tình rồi? Thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập gền á, nó đập rền quá, nó đèo dốc bao nhiêu, thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng mở, hên thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó, mình đi đó khác. Là mấy năm rồi? 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. Và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê thiệt. Con gái. Dạ con chào con chú. Con 98 con hả? Dạ. Trời ơi trẻ trung mà. Nè, trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con? Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á, với lại là kiếm một người để quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Trời, được á. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi luôn là đi, con hỏi luôn đi, có được rồi để quyết định chút. Mét mấy, mét mấy? Mét 67 thôi, thiếu 3 phần. Thiếu 3 phần được không? Mét 67. Dài lên nè, mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? Với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gu 6 múi. Thích bụng bự hả? Dạ. Đi ăn nhiều thở ra. Ăn chứ nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh đi Trang à. Tả hồi giống chú đó con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng. Rồi.
đèn đánh vô thôi. Có nhiều đèn trong nhà đánh vô nụ cười hết. Về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi bây giờ nói nghe coi, có mấy mối tình rồi, những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy. Thật ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu con xác. Nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Lý do chia tay. Lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi sao. Con đi với ai? Dạ, hôm nay là con đi với mẹ con với lại là các chị đồng nghiệp của con. Mẹ thấy con để tương lai này sao? Có hợp với con mình hay không? Con không biết nói sao hơn nữa. Ăn thua con nó chọn lựa, chứ mình thì sao cũng được hết. Mình lớn mình kinh nghiệm á, coi thấy có hợp với con mình không? Con mình khó không? Con thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà nó giỏi thì từ nhỏ rồi. Nhưng mà cái tính nó thì cũng hơi thẳng. Nhưng mà Nguyễn mà quen nhau đến với nhau được thì con phải hỗ trợ nó mới được. Còn Nguyễn mà không thì chắc có thể cô cũng không biết nói sao hơn. Dạ. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. Thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. Và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh, và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó, bởi vì là thực là để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Trời ơi, dạ. Này, xin, người lớn luôn ha. Xin lỗi con, là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Mình xin vô cổ đông được không vậy? Bây giờ em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân và anh họ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Vân, mà anh chị em trong trường quay. Chào bạn gái, còn em gái. Nói chung là Diệu thì sống thì tự lập, lớn lên đi học thì cũng lên Sài Gòn để sống để tốt. Công việc thì nói chung là vì cố gắng làm. Qua chương trình hẹn hò đến đây á, thì hai em cũng có cái duyên, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ em có món quà tặng anh là một cuốn sách. Nói chung là về kinh doanh thôi. Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa, nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản quê anh là kẹo dừa. Dạ. Ở thứ hai đó là cái đèn ngủ cửa hàng anh bán. Dạ. Thì cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng, là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Em cảm ơn anh đọc. Bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh nghĩ em như thế nào? Em xinh, nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều. Anh có hút thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt? Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng. Với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu. Em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu. Nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp. Và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi. Anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của... Anh nói vậy cũng không được nữa. Tại vì á, em cần một người hỗ trợ cho em. Tại vì á, sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua.
đúng, anh sẽ góp ý, anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em, anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài thích kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? Sau này á em muốn một cái vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch. Tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi, chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được, chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa con có thể hát bài nào đó để tặng nhau. Hai đứa đứng lên nào. Hai đứng lên. Bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi. Em sẽ hát một bài nhưng mà tệ quá đừng chê nha. Không sao đâu. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Em mãi hồn rồi. Trời vui mà con sao đâu ngọt ngào. À rồi bây giờ nè bạn trai, em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chung thì mình đã đến với nhau tới đây rồi, mình cũng làm việc gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi, thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau để những công sức đó không bị bỏ phí. Rồi chúng ta về chỗ đi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm nữa các bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa. Nếu rung động chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động không bấm, dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Đã bấm. Nào, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Xin phép mẹ cho hôn, hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái.